De Beek lên tiếng sau khi rời MU. Rashford nói câu đầy bất ngờ. Donny van de Beek đã phá vỡ im lặng sau khi kết thúc cơn ác mộng tại Manchester United với việc chuyển sang Everton. Đó là dòng tít trên tờ Mirror Anh đăng tải hôm nay 1 tháng 2 sau khi Donny van de Beek hoàn tất việc rời Manchester United chuyển sang Everton thi đấu dưới dạng cho mượn. Đến cuối mùa giải này, tiền vệ người Hà Lan de Beek đã chấm dứt cơn ác mộng kéo dài 18 tháng khi mài đủng quần trên băng ghế dự bị đội chủ sân Old Trafford từ thời Ole Gunnar Solskjaer và bây giờ là Ralf Rangnick. De Beek chỉ có 50 trận ra sân trên mọi đấu trường cho MU, trong đó hầu hết anh vào sân từ ghế dự bị và có thời gian thi đấu rất hạn chế. Sau khi trải qua khoảng thời gian tồi tệ ở MU kể từ khi chuyển đến từ Ajax vào năm 2020, De Beek đã lên tiếng khi tìm được lối thoát tại Everton. De Beek không giấu được niềm vui trong cuộc phỏng vấn ra mắt câu lạc bộ Everton. De Beek nói trên website Everton, "Bây giờ tôi có thể nói rằng tôi là một cầu thủ của Everton. Tôi thật sự hạnh phúc và nóng lòng được giúp đỡ đội bóng. Tôi nghĩ Everton là một câu lạc bộ tuyệt vời. Ở đây có những cầu thủ thật sự giỏi và tôi đến vì muốn giúp họ vượt lên trên bảng xếp hạng Premier League. Tôi hy vọng mang đến những phẩm chất bóng đá của mình, khả năng chuyền bóng và tất nhiên là ghi bàn. Ghi bàn và kiến tạo là một phần quan trọng trong trận đấu của tôi và tôi sẽ cố gắng làm điều đó một lần nữa. Và nếu phải phòng ngự như một tiền vệ tôi cũng có thể làm điều đó. Tôi đã có một cuộc gặp thật sự tích cực với huấn luyện viên mới Frank Lampard. Chúng tôi có cùng quan điểm về bóng đá. Ông ấy có rất nhiều ảnh hưởng đến quyết định của tôi. Tôi đã đối đầu với ông ấy khi còn ở Ajax, còn ông ấy ở Chelsea với tư cách huấn luyện viên. Vì vậy, Frank Lampard biết tôi với tư cách là một cầu thủ. Ông ấy nghĩ tôi có những phẩm chất có thể giúp ích cho đội bóng. Tôi có thể học hỏi rất nhiều điều từ Lampard vì ông ấy từng thi đấu ở vị trí tương tự, một tiền vệ ghi rất nhiều bàn thắng. Frank Lampard có thể giúp tôi rất nhiều. Vì vậy, tôi nghĩ mình đang ở một vị trí tốt. Tôi muốn cải thiện ở Everton. Luôn có những thứ để có thể tốt hơn và tôi luôn làm việc chăm chỉ mỗi ngày để làm được điều đó. Donny van de Beek không đủ điều kiện để có trận ra mắt Everton trước Brentford tại FA Cup vào cuối tuần này, do anh đã ra sân trong chiến thắng ở vòng 3 của MU trước Aston Villa. Tuy nhiên, ngôi sao tuyển Hà Lan này không thể chờ đợi để bắt đầu tại đội chủ sân Goodison Park. De Beek nói thêm, "Tôi muốn thể hiện phẩm chất điểm mạnh của mình với những người dân ở Anh, nhưng đặc biệt là với những người hâm mộ Everton. Điều quan trọng nhất là chúng tôi giành chiến thắng trong các trận đấu và vươn lên. Everton có những cầu thủ giỏi trong đội, tài năng và có khả năng tiến lên ở giải đấu. Vì điều đó, chúng tôi cần phải làm việc chăm chỉ và tôi muốn trở thành một phần của điều này. Everton là một câu lạc bộ lớn, với những cầu thủ lớn, có lịch sử và những người hâm mộ tuyệt vời. Câu lạc bộ có mọi thứ để tiến lên và có vị trí cao hơn trên bảng xếp hạng Premier League. Tôi đã chơi ở Goodison Park 2 lần trong mùa giải trước mà không có người hâm mộ do Covid-19. Sẽ thật tuyệt vời khi thấy sân vận động chật cứng khán giả. Thật khó khăn khi tôi không thể thi đấu vào thứ bảy tới nhưng tôi sẽ ở đó xem các đồng đội thi đấu và tập trung cho trận đấu tiếp theo. Tôi đang hoàn toàn khỏe mạnh, tôi đã tập luyện riêng rất nhiều và tôi cũng tập rất nhiều cùng toàn đội tại Manchester United. Bây giờ, tôi có vài ngày để tập luyện đầy đủ và tôi chắc chắn rằng mình sẽ ở đó, sẵn sàng cho trận đấu gặp Newcastle. Trong khi đó, đồng đội tại Manchester United là Marcus Rashford đã gửi thông điệp ngắn gọn đến De Beek với câu nói đầy bất ngờ. Rashford chia sẻ, anh bạn, hãy đi và cho họ thấy anh có thể làm được những gì.